Chiều ngày 26 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận 5, Công an quận Bình Thạnh kiểm tra trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, nhà xe Thành Bưởi và chi nhánh nhà xe Thành Bưởi. Từ đầu giờ chiều, tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi trên đường Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5 có đông lực lượng công an làm nhiệm vụ. Tương tự, tại chi nhánh nhà xe Thành Bưởi ở đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh cũng có lực lượng công an túc trực. Trước đó, lúc 2 giờ 40 phút ngày 30 tháng 9, tại km 48 quốc lộ 20, ô tô khách giường nằm 50F00483 của nhà xe Thành Bưởi lưu thông hướng Dầu Dây Đà Lạt đã va chạm vào đuôi xe tải 60C34513 lưu thông cùng chiều. Sau đó tiếp tục lao sang bên trái đường va chạm với ô tô khách 16 chỗ 86B01575, nhà xe Hải Đăng, lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả khiến 5 người tử vong, 5 người bị thương và 3 ô tô hư hỏng. Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, xe khách Thành Bưởi khi va chạm đang chạy tốc độ 69 km/h, vượt quá quy định. Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bắt giam Hoàng Văn Tính là tài xế xe Thành Bưởi để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tài xế Tính khai lúc gây tai nạn đang bị công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái xe 3 tháng vì lái xe khách chạy quá tốc độ. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dữ liệu giám sát hành trình đã ghi nhận chiếc xe khách 50F00483 của nhà xe Thành Bưởi gây tai nạn trên quốc lộ 20 tỉnh Đồng Nai đã vi phạm tốc độ 496 lần trong 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023. Cụ thể, tháng 5 năm 2023, chiếc xe này vượt quá tốc độ 321 lần, tháng 6 là 114 lần, tháng 7 là 61 lần. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã tước phù hiệu 3 lần đối với xe này, sau đó cấp lại.